1 Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 7. Chào các đồng chí và các bạn, mời các đồng chí và các bạn đến với chương mục Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 7, phát trên sóng AM tần số 756 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương mục hôm nay có những nội dung chính sau: thăm chúc Tết John Tanam Tamay, Vương quốc Campuchia; Trung đoàn 88 quản lý tốt vũ khí trang bị sau huấn luyện diễn tập bắn đạn thật. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Khmer John Tanam Tamay, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4 năm 2016, đoàn công tác Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ban chỉ đạo Tây Nguyên sang thăm chúc Tết các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia. Tại thủ đô Phnom Penh, đoàn công tác đã đến thăm chúc Tết Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Men Samon, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến binh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh Quân khu đặc biệt, Tổng cục Cảnh sát và Đại sứ quán Tùy chiên quân sự quốc phòng Việt Nam tại Campuchia. Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân khu 7, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời chúc đến tất cả tướng lĩnh, sĩ quan, binh sĩ các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia và nhân dân Campuchia đón Tết cổ truyền vui vẻ, hạnh phúc. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cảm ơn và biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ của Đảng nhân dân Campuchia, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia trong việc trao đổi thông tin, nắm tình hình, hợp tác tìm kiếm cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đưa về nước, và thời gian qua đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam làm ăn sinh sống, các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư tại Campuchia. Sự gắn kết giữa quân đội hai nước góp phần thiết thực vào việc xây dựng và vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam Campuchia. Tại các đơn vị quân đội Hoàng gia Campuchia, đoàn đến chúc Tết đã thân mật tiếp đoàn và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ tận tình quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Ban chỉ đạo Tây Nguyên đến chúc Tết. Đồng thời bày tỏ mong muốn luôn giữ vững và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa quân dân hai nước nói chung với lực lượng vũ trang Quân khu 7 và quân đội Hoàng gia Campuchia nói riêng, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới. Ngày 4 tháng 4 năm 2016, tại Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân khu 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ chức hội nghị tổng kết kết quả hợp tác giữa Quân khu 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia năm 2014-2015. Tham dự hội nghị về phía Việt Nam có Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và các đồng chí trong Bộ Tư lệnh Quân khu, cơ quan quân khu. Về phía Campuchia có Thống tướng Mia Sophia, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân cùng các cán bộ cao cấp trong Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhằm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ hợp tác theo Nghị định thư về hợp tác quốc phòng song phương giai đoạn 2015-2019, kế hoạch hợp tác năm 2016 giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam-Campuchia. Theo đó, hoạt động kết nghĩa giữa hai quân khu được xây dựng theo nguyên tắc đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài, là bạn, là đối tác tin cậy của nhau, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước. Hai bên đánh giá kết quả hợp tác năm 2014-2015 đã đạt hiệu quả thiết thực như phối hợp lực lượng tuần tra chung, giữ vững an ninh trật tự xã hội, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng các đơn vị quân đội của hai bên, hợp tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân nhân tình nguyện Việt Nam hy sinh ở Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, hỗ trợ kinh phí sửa chữa doanh trại, trụ sở làm việc cho các đơn vị trong Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia. Hai bên đã hội đàm và thống nhất các nội dung của bản hợp tác năm 2016 và cùng ký vào bản thỏa thuận hợp tác năm 2016 giữa Quân khu 7 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Mia Sophia, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Triệu Xuân Quà, Phó Ban chỉ đạo Tây Nguyên cùng đông đảo tướng lĩnh, sĩ quan và binh lính quân khu đặc biệt Quân đội Hoàng gia Campuchia. Công trình nhà nghỉ của trường hạ sĩ quan Quân khu đặc biệt được xây dựng bằng nguồn vốn viện trợ từ Quân khu 7, Bộ Quốc phòng Việt Nam,
bao gồm một tòa nhà nghỉ 2 tầng làm bằng gạch lợp ngói cùng trang bị vật dụng như quạt trần, giường nghỉ, đáp ứng cho nhiệm vụ huấn luyện nghỉ ngơi của hạ sĩ quan về huấn luyện học tập. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Trung đoàn 88 Đoàn Tu Vũ Anh Hùng là đơn vị chủ lực của Sư đoàn 302 Quân khu 7. Đơn vị được giao quản lý một số lượng lớn vũ khí, khí tài trang bị. Việc quản lý, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài trang bị sau huấn luyện, sau diễn tập thực hành bắn nạn thật là nhiệm vụ luôn được cán bộ chiến sĩ trung đoàn coi trọng. Nhờ làm tốt vấn đề này, những năm qua, Trung đoàn 88 đã khai thác tối đa hiệu quả của các loại vũ khí trang bị, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của đơn vị. Thông thường, một đợt diễn tập tổng hợp có bắn nạn thật của Trung đoàn 88 diễn ra trong nhiều ngày. Cán bộ chiến sĩ đơn vị phải hành quân trên quãng đường dài, có thực hành xử trí các tình huống chiến đấu. Mồ hôi, bụi đường, thời tiết sẽ ảnh hưởng đến tính năng, tác dụng của vũ khí trang bị. Đặc biệt trong quá trình bắn nạn thật, khói thuốc và bụi thao trường dễ làm vũ khí hư hỏng, xuống cấp. Chính vì vậy, công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng là nội dung hàng đầu mà đảng ủy chỉ huy trung đoàn quan tâm trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong những năm qua, đảng ủy chỉ huy trung đoàn luôn xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm. Để muốn hoàn thành tốt cái nhiệm vụ thì trung đoàn đã có nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch và hướng dẫn tổ chức triển khai với các cơ quan đơn vị, đặc biệt là cơ quan kỹ thuật, làm bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu. Cũng như các phân đội khác trong trung đoàn, sau mỗi đợt bắn đạn thật theo kế hoạch hoặc diễn tập bắn đạn thật cuối năm, đảng ủy ban chỉ huy tiểu đoàn 5 đều tổ chức họp rút kinh nghiệm, dự kiến các công việc tiếp theo. Việc thống kê, bảo quản, bảo dưỡng trang bị vũ khí là nội dung nhận được nhiều ý kiến quan tâm nhất. Nên quá trình sau khi tổ chức về đơn vị, bộ đội sẽ có hiện tượng rất mệt và muốn tránh được cái hiện tượng xả hơi sau diễn tập thì cán bộ các cấp phải tổ chức quán triệt một cách nghiêm túc, chặt chẽ theo phân cấp đến từng cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị để xây dựng lòng tin và ý chí quyết tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ sau diễn tập cho toàn đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các đại đội đều tổ chức quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, tổ chức chỉ huy, tổ chức bảo đảm chặt chẽ, thực hành bảo quản, bảo dưỡng đúng nguyên tắc, quy trình, thứ tự, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ của vũ khí trang bị. Xác định đây là nội dung quan trọng, vì vậy là trong quá trình sau khi bắn đạn thật, nếu đơn vị điều kiện cho phép thì chúng tôi tổ chức bảo quản ngay tại trận địa, tại vị trí tập kết chiến đấu. Còn nếu điều kiện không cho phép thì đơn vị tiến hành tổ chức thông nòng lau sơ bộ. Sau khi về tới đơn vị là tiến hành tổ chức bảo quản được ngay và tiến hành làm cụ thể tỉ mỉ từng chi tiết, kiểm tra chặt chẽ. Sau mỗi lần đi bắn đạn thật về, tôi cảm thấy cái súng mình rất là dơ bẩn bởi vì khói bụi của thao trường và hút súng. Tôi lau, chủ động lau súng, không cần phải nhờ sự nhắc nhở của chỉ huy cấp trên. Khi lau súng, tôi rất chú tâm vào bồn đạn và nòng súng. Bởi vì hai bộ phận này là nơi chứa nhiều khí hút nhất, nó có thể gây súng xuống cấp và ảnh hưởng tới nhiệm vụ tiếp theo. Không chỉ riêng làm tốt khâu bảo quản, bảo dưỡng sau diễn tập bắn đạn thật, các đơn vị thuộc Trung đoàn 88 luôn duy trì nghiêm chế độ bảo quản ngày, tuần. Là đơn vị hỏa lực mạnh của Trung đoàn, cán bộ chiến sĩ đại đội 15 luôn nhận thức sâu sắc việc giữ tốt, dùng bền, nên giờ bảo quản sau mỗi ngày huấn luyện đều được cán bộ chiến sĩ đại đội tận dụng tối đa để đồng bộ hóa và giữ gìn vũ khí trang bị sạch sẽ. Do có đặc thù môi trường huấn luyện ở đây là đất đỏ, nên quá trình chúng ta tổ chức huấn luyện bụi bặm rất là nhiều. Để đảm bảo cho vũ khí tốt bền thì đội đội luôn quán triệt cho chiến sĩ nhận thức và tổ chức đúng đủ các cái nội dung lau chùi bảo quản hàng ngày, đặc biệt là các cái chi tiết phụ tùng, đảm bảo cho các cái bộ phận chuyển động trơn tru, đáp ứng được yêu cầu trong quá trình huấn luyện. Xây dựng ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, có nghị quyết chuyên đề, lãnh đạo, tổ chức chỉ huy chặt chẽ, làm tốt khâu kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời là những biện pháp mà Trung đoàn 88 đã áp dụng trong công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, khí tài trang bị. Đó cũng chính là cơ sở để chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 88 trong những năm qua không ngừng nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thưa các đồng chí và các bạn, vừa rồi là chuyên mục Tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu 7 phát trên sóng AM tần số 756 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chuyên mục kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này kỳ sau. Kính chào tạm biệt.